Xin chào đón các bạn đã quay trở lại. Mời các bạn đón xem và theo dõi quay thử kết quả xổ số miền Nam thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2021. Mời các bạn đón xem, tham khảo và lựa chọn cho mình con số ưng ý và thật sự yêu thích nhất. Chúc các bạn luôn may mắn và bình an trong cuộc sống. Giải 8 Tây Ninh 1 0 An Giang 5 1 Bình Thuận 4 9 Giải 7 Tây Ninh 0 5 6 An Giang 3 8 9 Bình Thuận 7 3 2. Các bạn đừng quên like, đăng ký và chia sẻ ủng hộ kênh mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ, đồng hành, chia sẻ, đăng ký và like kênh của mình. Hãy nhấn chuông để cập nhật những clip tiếp theo nhé các bạn. Thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.